cuộc sống này lắm. Mấy cuộc sống nó mệt mỏi quá nè. Sẽ nghĩ, em toàn nghĩ tới cái chuyện là em cho anh không à. Xấu rồi, em đâu đầu em suy nghĩ kiếm cái gì em chọc anh mới được. Mà hôm qua giờ hai ngày đây em không ra cái gì đó em chọc anh. Bây giờ cho cái gì? Cho cái gì đâu đây. Nhưng mà đem trong đôi ra chứ nữa. Cho kêu ra làm gì nữa. Má nó mệt mỏi quá anh quá ừ. Anh chết luôn. Chơi lẹ mày. Máu đụng vô chưa có ủi luôn hả? Mau lần cộng câu lại với cái chuyện à. Nói cho em cầm đây. Chứ mày kêu ra là làm gì mà chọi lại. Đường câu mẹ. Mình chơi tự nhiên không giật. Mày tao luôn rồi, tháo ra luôn. Ông cho tôi chơi rồi tôi bấm điện thoại, tôi quay điện thoại. Anh đi cái sao anh? Khủng sao anh quá. Mày chơi luôn rồi. Mày cái bộ pin 400-500 ngàn hả? 400 ngàn như mày. Lần nào mà em đem câu mày chơi tao á. Điên cái sao vậy? Tự nhiên bây giờ còn điện thoại lấy gì quay? Bỏ mẹ mày tao. Cho anh nhiệm bối cho mẹ tao. Nếm chết cái này, cho tao không? Thì không trôn anh nữa làm gì anh quay cục pin vậy? Chứ tao đi chợ đồ, dẫn cạo đeo đồ, dẫn đủ chuyện mày. Mẹ cục pin 400-500 ngàn, tao đi quen cục pin ông, tao thâu khỏi, em khỏi cho anh nữa. Bữa cho sinh tồn vậy, cũng bỏ tao đó một lần rồi. Sinh tồn là ông già mấy nha, 5 giờ sáng ông chạy ông kêu. Mẹ tao đủ chuyện hết rồi. Nha nha, ông già nha, chứ không phải em nha. Ông già gì? Không mất tồn nhé, sếp bỏ tao lại được. Không mất cục pin 400-500 ngàn để làm ẩm thực cũng được ấy. Mẹ quay gì cứ cho tao luôn rồi, buồn lắm rồi. Má tự nhiên mất cục pin 400-500 ngàn các bạn. Giờ đâu mẹ. Đâu có đâu quay. Không có trôn anh đâu mà. Không có trôn tao đi. Có trôn đâu rồi cầm nó là em mới gọi anh ra đầu tiên này. Làm tao tướng cho tao tao quen mẹ ra chung. Bữa giờ em muốn ăn giàu á. Em già gì đâu mà vô gái dân vô vô giáo dục á. Ờ mà trên mạng nó nói cạo đều ổng mẹ này. Cạo cái nhỏ nhỏ đi mà cạo ổng là người ta cái vậy. Nhưng mà theo yêu cầu của mọi người mà cái niềm đeo khổ của ông là niềm vinh hạnh hạnh phúc của mọi người. Em định cạo người cạo lâm á, nhưng mà bây giờ anh kêu cạo ông già. Thằng cạo lâm á, nè thằng cạo lâm á, mà cạo nó ủi á. Cái khô của ve đây thì mình phải ăn được nó, mình hiểu không? Nhưng mà mình phải cạo luôn bây giờ nha. Cạo nó là mày phải mẹ mình đó, nghĩ đó là cái tiền cho mày. Chứ không bây giờ nha. Nhưng mà bằng cách nào? Em có cách. Không. Về lần này mày trâu ông già được. Không. Có, em có cách. Đó, mày trâu ông già mới được. Các bạn xem chương mình nha. Mày trâu làm gì vậy mày? Cũng yêu để thất tình vậy sao? Đâu có chờ nãy vậy? Ai kêu mày vậy? Thì nói giờ tập hợp làm mà bây giờ không giống như thằng Cà Lam đâu. Ngủ nãy giờ chậm á. Ê đồ chị ngủ mà. Quá hai chẳng còn ngủ ấy. Vậy sao vậy? Vô cớ vô. Nãy giờ làm gì? Được rồi nha. Sao? Hai nhiệm vụ biết làm gì không? Cầm máy. Ta cầm cái hoài không? Đó. Ở hai bên tao. Làm gì nãy giờ mày chưa nói tao rồi. Hai anh thằng đang có gì tốt đẹp rồi. Nghe không? Tính làm gì vậy? Tính làm gì? No. Ha ha ha!
No. Bé dậy làm phải không? Bé ơi. Dạ mơ trưa mà làm cái gì mà? Dành bé chiều rồi mình chưa nữa. Chưa. Đơn ông chút thì mới mừng một giờ mày cứ bị gì vậy? Dậy. Cái gì vậy? Cái gì ở đây? Má. Dậy bị cười gì vậy? Má, cô mới hất cái đầu ngắm ba mươi chút nữa con giận nó ra chỗ. Con giận nó bị giận. Mời ngủ vậy mày ngủ vậy mày dậy ai coi mày? Lỡ thùng. Tao chụp lên chuyện tặng biết mày. Bé đưa mày đi nói chuyện. Đưa mày. Không. Còn đưa gương á. Vậy làm luôn á. Giờ làm. Đi ra. Đi đi ra. Cũng cách nó nha, ba không được cỡ nó. Không được cỡ mấy con giờ giận nó ra chứ. Trời ơi. Mày ăn cái gì đây? Mà vui đúng không? Vui chứ. Vui đúng không? Giả kêu cách mấy thằng con mình cách con vui mà con không có cách mình cách nó không. Giờ nó làm rồi. Đi ra giờ ra rồi đâu cũng kêu chạy được mấy. Đi ra, đi đi ra. Đi Ngờ lại biết rồi. Chứ chào hắn em luôn. Thì hôm nay mình sẽ là không làm ẩm thực mà mình sẽ dẫn ra chợ để review các món ăn ở chợ. Không nào, mình nào, ăn uống rồi chẳng luôn chứ. Hôm nay anh Quắc dẫn mình đi ăn hết à chợ. Vậy sẵn đây mình mua đồ ẩm thực hôm nay mình nấu luôn. Đúng rồi. Chậm mua đi lên. Không mà, chợ mua vậy cái mai là nó thiếu. Mình phải đòi không khí chứ mày. Em bé đó mày. Không chờ ăn luôn ừ. Dạ thôi đi vô ăn. Nó là mình bỏ mũ bảo hiểm ra đó. Mình vô ăn sáng hôm nay. Tốt, nguy hiểm lắm. Mua ăn ra đến đầu. Mua ăn ra đến đầu. Mua ăn ra đầu cho nó mát cái đầu. Mua mũ bảo hiểm ra đầu. Đâu lương mua mũ à. Mua bé hạt bé mới đâu chăng uống cái bè bé mới đâu uống cái bè em dây về em dây dạ 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 hôm nay cũng dẫn lầu trần tự chứ đó mày nè kìa đi kìa mà nói gì đây trời nó quật 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 qu
cái này đâu mà từ đây đây ông ba đi ba 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 Dạ mà đó cái đeo lựu đạn. Tao không có đâu. Tao không có đâu. 50 lựu đạn không bà. Ừ thưa ông, cái tật sao không bó người ta chú hoài. Anh thôi coi. Cho ông già đi ra cái dậy dậy không. Cắn lộn cô. Tấu gì nhậu mẹ. Đúng rồi, mua tấu gì nhậu mẹ. Còn 25 ngàn mua đúng không? Hay còn ngon nè, nhậu nhoi. Nhờ tấu mẹ là mua nhờ gì cúng nè. Mẹ cái gì mà mua. Mua nhờ gì cúng đó. Ê, biết biết sao điệp già, giờ gu già đó. Ăn luôn ấy rứa vậy. Mẹ dơ giấy quen. Chào mọi người nha, hôm nay đến với con Tama TV màu đỏ anh của anh em mình nha các bạn. Màu da, đây có màu da nữa. Hầu giờ có màu đỏ. Đang trường, đang trường. Nó nhìn mà chứ đang trường. Bây giờ nhá tao quý á. Đây đừng như ổng màu che mày, nó mất kệ mày. Ai vô mình chưa em kêu đầu lau cha lụng đạn. Ủa nó đẹp đẹp chứ mày. Rồi gốc gà nó người ta nhìn ông được dữ không? Mấy bạn hai mình khô không? Cầm mấy quen đâu được ăn đâu. Mày nói mấy quen còn chửi mình nữa. Bé thâu bé, thâu bé. Sao vậy? Chị mấy bé ơi. Sao vậy bé, sao vậy? Trời ơi. Cái nhi mày dí kẹo mầm vậy? Sao vậy bé, sao vậy? Tự nhiên bé dí vậy? Cho tao đồ mày cứ che mày, mày trời lẹ coi vậy. Thấy được không? Trời đồ mày che trên tao đâu có để gì. Cho ông mày đó là ông lại ông. Ông gì ông ngốc á, ông ngốc sao ông cứ vậy? Ông già, ông già ngốc á. Ông cứ cứ này nãy giờ ông. Tao còn tao tướng miệng mình bày ai tao nó hứa tao nữa. Thôi ông cũng biết ông nói còn ông cứ cứ gì. Ông mày á. Ông già ngốc mày á. Dạ. Ông muốn tao mà quýt mấy tao hay không? Tao ông già ông tao chơi lại ông. Tao kia chú nó mày chơi đi sách trời đi cậu. Nó nãy giờ ông kia mày. Ông kia chọn cười mày. Ông kia chơi lại ông. Tao không biết là tao như vậy tao biết vậy tao ngu thật sao tao biết. Ông trời đẻ dụng nó. Vậy sao mẹ mày nói mày cạo đồ đó. Ông trời nãy giọng cười mày thấy mấy thằng có cười không? Ông trời là lù lạc đù 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 cạo tao tôi đúng không? Đúng rồi ông trời. Ông trời ạ. Thấy thằng đẻ cho mày nghe không? Nó kêu tao mau che mày mau đỡ mày nghe không? À con vui bên đây đây. Ui luôn. Quắc dân mình á. Ông quát dân mình á, ủi luôn, ủi luôn. Mày hốt cái đều lấy chút đang trường đấy. À. Nói với cái đầu bè hói đầu. Mà nói không, dạy được không? Được. Nó trời đó, cái chắc tay dạy được không? Cái đầu bè hói sẵn đầu, nó chặt luôn, được đẹp. Ông mày chút đầu khách, chút đầu đỏ. Đầu hút đẹp nè. Cho ông bỏ tôi. Cho ông nghe cho lại. Đi ra nè, chắc tay. Lắng tao được chắc lại. Tao có tiền không dẫn được tao. Mày bỏ lại. Mày bỏ đi. Em chồng tao nói nãy mày trời ơi. Còn có liên quan. Em đừng đâu ra vậy. Còn tôi có liên quan nha. Đâu. Bè Bình Dương ám em còn có biết đâu. Bình Dương quá.
cái đèo giống này, cái đèo khác. Đèo gì giống mẹ đẹp, đẹp đẹp lắm nè, đầu mẹ đẹp lắm nè. Đẹp mấy má mà chứ đẹp. Đẹp lắm. Ngọc tưởng tao giờ có nào. giờ anh còn kêu kêu này là tiền 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 để tắt cái mà. Tao thua. Lỡ không chứ tao quên nhớ cả lúc mày chứ. Tao giờ anh kiếm hết rồi, anh dựng bên vàng bên đó. Nhỏ bên này vàng bên này đó. Sao cũng có một đời nhiều dựng dựng dứa không? Đẹp mà. Vàng mà đó. Để mình chờ lớp cái đợt đó mà vậy giờ ai coi sao đó lại rồi. Lỡ không chứ giờ luôn đây đâu. Lỡ gì? Tao giờ. Gì đâu mà đợt đó mà lại lại mất gì. Anh cứ cứu đi cứu rồi đặt em. Bây giờ ủi chặt luôn rồi chứ cứu nữa. Cũng có cái giai giai rồi sao? Đúng luôn anh. Giờ giờ em giúp kêu hai bên lên cho ba tầng chứ được không? Cứu 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 cứu. Mày mẹ mày cho nó giờ 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 mày giao mày trốn nó mẹ không? Giờ 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 anh bóc đứng đây nha, không luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ giờ cái đeo đừng đeo đừng sao nào. Mày ông trời trời lỡ thâu với gì không? Gỡ mày. Đẹp à, nó đẹp à. Ông coi chứ thì tí đeo ơi dập. Đẹp cái mẹ. Tao 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 nó nói gì đâu mà. Tao tao. Lỡ thâu mà mày chỉ nhìn quá mà. Chết rồi, chết cái gì đây rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Gọi lại, đồ bóng lên em chụp lại, em gói chìa hỡi em. Gọi đi, gọi đi. Mẹ của trời, gọi đi, tụi nó hút chàng. Rồi, đây, 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 đây. Yeah.